Theo dự báo, khoảng chiều và đêm 18 tháng 7, cơn bão số 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vì vậy, khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, mỗi người cần đề phòng các tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, lưu ý cách sử dụng điện an toàn để tránh sự cố đáng tiếc. Khi gặp mưa to, ngập úng ngoài đường, cần đề phòng những sự cố bất ngờ như cây đổ, cột điện đổ, đứt dây điện. Người dân không tự ý tháo dỡ sửa chữa các kết cấu công trình điện, không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào trạm điện, chạm vào dây chằng cột, không đứng dưới cột điện khi gặp mưa lớn. Tại các hộ gia đình, cần kiểm tra kỹ khu vực lắp đặt cầu dao, cầu chì, áp tô mát, nên đặt những nơi khô ráo, cao khoảng 1,5 mét, tuyệt đối không chạm vào thiết bị dụng cụ điện khi tay ướt hoặc đi chân trần trên nền nhà ẩm ướt. Ngoài ra, khi có nguy cơ ngập nước, cần ngay lập tức ngắt toàn bộ nguồn điện. Nếu có người bị điện giật, cần ngay lập tức cắt cầu dao, cầu chì, áp tô mát gần nhất và gọi người ứng cứu kịp thời. Trong trường hợp chưa được cắt điện, có thể dùng xào tre, gỗ khô, gạt dây điện ra khỏi người nạn nhân. Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào người nạn nhân khi chưa tách được nguồn điện, đồng thời cần tránh xa dây điện bị đứt rơi xuống đất.